Đấy bạn, nên anh em hai anh em mình đi câu tôm nữa các bạn ơi. Đây thằng thủ biệt danh thằng thủ cá chim đó, thằng thủ mập. Lên cần thủ lên hàng, thủ cá chim nha các bạn, thủ cá chim câu tôm lên hàng. Ồ bự rồi, bự rồi. Ồ trời, trời đưa qua đây, qua đây. Trời ơi trời ơi, phải qua đây. Trời ơi, lên hàng tôm càng xanh các bạn, ô bự các bạn ô, gãy câu hoặc gãy câu luôn kìa. Có em lên hàng bạn ơi, lên hàng cần mới, cần mới mấy mới, trời ơi trời không, cũng được thôi chứ đỡ hơn không dính. Ồ hai con mắt đó kìa, nãy giờ bởi vì nó nãy giờ sao mà nó giật hoài mà không dính. Rồi nè các bạn, này nó thua em đó rồi, em nó càng xanh. Từ nữa trắng nữa chưa. Câu bầu chỗ này em mà Tiến ơi. Lên hàng bạn ơi, đợi sớm giờ. Sớm giờ đợi có nhiêu đó. Ô, nó rộng. Cái xác chết queo rồi. Ồ, lộn hàng. Ồ, xảy thế rồi. Ôi, trời ơi, mini nữa. Mini các bạn ơi. Mini không mà. Em mình câu cần kình, mình câu mini. Rồi có hàng là vui rồi, có hàng là vui các bạn ơi, hàng bự thì mừng, hàng nhỏ thì cũng vui, đỡ hơn không có. Đây gịch liệt liệt liệt, tưởng đâu tôm bự vậy, hồi tôm nhỏ có gì không, có gì không bạn ơi. Trời ơi mini nữa, mini không vậy. Mini các bạn ơi. Ơi. Đúng là câu nói có hơn không phải. Trồng giá mà. Cá trồng còn ghê trời. Có dính là có vui rồi. Có dính là vui rồi. Đang chờ càng xanh.
Đẹp. Hy vọng lên con càng xanh coi. Mini nữa rồi. Đấy, mini, có dính là có vui. Vô hả? Vô các bạn. Em mình lên nữa rồi các bạn ơi. Rồi càng xanh nữa rồi, liệt dữ hả? Đâu có liệt chứ. Ôi. Bạn ơi, hàng cũng xanh đó các bạn ơi, thiệt. Lên. Ơi, rồi rõ ràng nó câu hàng càng xanh không à. Bạn ơi, trời mưa mình không có dính, không có quay được. Giờ đem vô đây không mở máy lên. Ồ. Hai con hai cần luôn. Đó. Đây. Hai con. Dính nhau luôn. Hai con hai cần, không bự. Vừa. Vậy là vừa ăn các bạn ơi. Rồi, tháo. Rồi. Đưa lên coi. Ngày em lên hàng các bạn ơi, hàng xanh. Đưa sát sát lên thấy mặt nó coi. Hồi té xong luôn. Rộng rồi. Rồi, xanh nè, xanh nè. Ừ. Xanh các bạn ơi. Có im. Đưa nè các bạn ơi. Cá ghĩa con tôm ghĩa gì rồi. Không biết còn không đây. Còn. Giọng tôm càng xanh các bạn ơi. Nặng rồi. Tôm gì đây? Tôm gì đây? Trốn càng xanh. Xanh. Ủa trọng trọng rồi. Im. Này là này cũng trọng trọng à, bự hơn mấy kia nhiều. Dạ, kẹp nè. Kẹp. Có gì không? Có chuyện rồi các bạn ơi. Biết nhỏ bự đây. Rồi, có hàng. Nhỏ chứ không bự. Đấy, có là vui rồi. Có là vui rồi. Có là vui. Lên hàng. Anh kia anh giật nữa, không biết có không đây. Đó, anh công màu hồng này kia đó bạn. Rồi, để đây đi. Để đây, dở cây kia coi.
Cái này giật giật nè, không biết gì đây. Hy vọng lên em nó coi. Trời ơi, giả rồi, cái ghĩa rồi. Cá ghĩa. Rồi, để con này, để càng lại đây. Gỡ con này. Chạch chạch nè. Dớt cái cán rồi. Rồi gửi con tôm. Không có tôm càng xanh mà. Tức gì đó. Đây, gọng đi đây. Cái gọng để đằng kia ơi. Đó, nghe em thơm. Ủa mất gốc rồi. Đó, nặng dữ vậy. Rồi dính gốc rồi. Lôi đi, lôi coi phim các bạn, không lôi liền nó lôi mất gốc rồi. Trời ơi, ôi lôi tôm này, tôm bự nè, lôi lạng dây xéo xẹo luôn. Trời ơi, tôm chà bá luôn các bạn. Ủa làm tật tật là vô rồi, để lôi mất gốc. Gốc luôn, xảy luôn rồi. Tôm chà bá luôn các bạn. Ủa lôi xíu xẹo cũng dây luôn. Mồi luôn. Em đằng kia lên hàng các bạn ơi. Xa quá xa rồi. Được quá em. Rồi cuốn câu về các bạn ơi. Chiều rồi. Đi buổi chiều có được cũng được mấy con à. Anh em dồn lại chứ được cả chục con quá. Rồi chiều ơi, về các bạn ơi. Anh em nè, đi cũng mấy tiếng đồng hồ à. Được cộng lại cũng có chục con à. Thấy bơi chuyên nghiệp không? Tướng tướng bơi xuồng hả, dễ cưng ra không? Đây. Buổi chiều không có nhiều con. Mấy con? 7 con. 7 con nhỏ nhỏ không à. Không có bự các bạn ơi. Đây còn, em mình là nó câu càng xanh không à. Nó mò mấy cái lỗ hay lắm. Đây
Này xanh. Anh nuôi 4 con. 4 con bự à. Mình 7 con nhỏ. Rồi xong buổi chiều. À, thấy buổi chiều cảnh đẹp không? Rồi thôi, hẹn các bạn lại clip sau nha.